ra mắt, Liên minh Wi-Fi Alliance ngày 16 tháng 9 đã chính thức cấp chứng nhận Wi-Fi Certify 6 cho các nhà sản xuất. Người dùng sắp được trải nghiệm công nghệ Wi-Fi mới nhất và có tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay, được giới thiệu tháng 10 năm ngoái, Wi-Fi 6, còn có tên 802.11ax, hứa hẹn tốc độ nhanh hơn 37% so với chuẩn 802.11ac hiện tại, băng tần cũng được đẩy lên cao hơn với độ trễ thấp hơn, tốc độ truyền dữ liệu cao hơn, hỗ trợ giao thức MU-MIMO đa người dùng, đa đầu vào đa đầu ra, cho tốc độ tải về cao hơn trên nhiều thiết bị cùng lúc. Wi-Fi certifi 6 cũng đồng thời hỗ trợ bảo mật Wi-Fi mới nhất WPA3, hỗ trợ OFDMA tăng hiệu quả mạng lưới cho độ trễ thấp cả với tải về và tải lên, hỗ trợ TVKT giúp cải thiện đáng kể thời lượng pin của thiết bị Wi-Fi. Samsung Galaxy Note 10 ra mắt gần đây là smartphone đầu tiên hỗ trợ Wi-Fi certifi 6. Ngoài ra, iPhone 11 cũng hỗ trợ công nghệ Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 có khả năng tương thích ngược, đồng nghĩa với việc khách hàng không phải thay thiết bị cũ